Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người cho rằng chỉ có hút thuốc lá mới là đầu độc cơ thể. Tuy nhiên trên thực tế với chế độ ăn của nhiều người hiện nay thì thậm chí là còn độc hơn. Và có một số thực phẩm bạn không nên ăn quá nhiều, bởi nếu như bạn ăn quá nhiều, nó sẽ đầu độc cho cơ thể của bạn. Và dưới đây sẽ là 5 loại thực phẩm bạn không nên ăn quá nhiều. 5 loại thực phẩm ăn hàng ngày nhưng độc hơn cả thuốc lá. 1. Sushi. Bản thân sushi không có hại, nhưng các thành phần có chứa chất phụ gia đi kèm với sushi lại là vấn đề chính gây hại cho con người. Ngày nay, để tạo hương vị cho món ăn, nhiều cửa hàng thêm sốt mayonnaise, phô mai kem hay nước sốt. Kiểu thêm hương vị này khiến sushi chứa rất nhiều calo, ăn nhiều sẽ khiến bạn gặp vấn đề về cân nặng, béo phì. 2. Cá nuôi. Hầu hết những loại cá biển chúng ta ăn hàng ngày đều là nguồn giàu axit béo omega 3 rất tốt cho cơ thể, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, một số loại cá mua ngoài chợ thường không đến từ biển mà được nuôi ở các trang trại. Những loại cá này được chăn nuôi bằng thức ăn công nghiệp, có thể chứa chất độc hại. Con người ăn nhiều sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. 3. Nước trái cây. Ở dạng lỏng, nước trái cây làm mất phần lớn chất xơ, một chất đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa tiểu đường, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tim. Thậm chí, lạm dụng nước trái cây có thể gây ra nhiều vấn đề đối với sức khỏe, trong đó việc thừa quá nhiều đường tích lũy. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng một số loại trái cây có lượng đường tương đương với lượng đường của một lon coca. Do vậy, thay vì uống nước trái cây, bạn nên ăn cả quả để đảm bảo sức khỏe. Ngũ cốc. Ngũ cốc là thực phẩm phổ biến được nhiều người sử dụng cho bữa sáng, vừa bổ dưỡng, vừa đơn giản lại tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải tất cả loại ngũ cốc đều mang lại lợi ích. Điển hình là ngũ cốc đã qua tinh chế. Loại ngũ cốc này làm mất đi một lượng đáng kể chất xơ và các chất dinh dưỡng. Chưa kể, lượng đường được thêm vào ngũ cốc là nguyên nhân gây ra tiểu đường, bệnh tim và béo phì. Bánh mì trắng. Bánh mì trắng được làm từ ngũ cốc đã được qua tinh chế nên thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. Trong khi chất xơ lại có vai trò quan trọng trong phòng chống một số bệnh liên quan tới tim mạch và huyết áp. Do vậy, thay vì ăn nhiều bánh mì trắng, bạn nên chọn bánh mì được làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Đậu nành. Đậu nành vốn là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng ăn nhiều lại gây hại. Theo các chuyên gia, đậu nành chứa một lượng lớn isoflavone và estrogen. Những chất này có khả năng làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, tăng hoạt động hormone tuyến giáp và gây ra tình trạng đổ mồ hôi, sưng cổ ở nhiều người. Do đó, để phòng tránh các nguy cơ này, bạn chỉ nên sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành ở mức độ vừa phải. Vâng, vừa rồi là 5 loại thực phẩm mà bạn không nên ăn quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì những loại thực phẩm nào có thể giúp cơ thể của bạn được thanh lọc một cách tốt nhất thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip. Những loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể. Quả bưởi. Tại một số quốc gia, bưởi là loại quả thiết yếu được dùng trong bữa sáng. Tiêu thụ loại quả này có thể làm sạch hệ tiêu hóa, tăng cường lưu thông máu tới các bộ phận trên cơ thể do chúng sở hữu một lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C. Đưa bưởi vào thực đơn buổi sáng không chỉ giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn, đẩy mạnh quá trình giảm cân, mà còn giúp thanh lọc cơ thể. Rau chân vịt. Trên thực tế, rau chân vịt là loại thực phẩm cung cấp nhiều dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài khả năng trị bệnh thiếu máu, tăng cường quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hệ miễn dịch, loại rau tuyệt vời này còn giúp loại bỏ chất độc trong cơ thể hiệu quả. Bạn có thể tự chuẩn bị sinh tố đề tốc khi kết hợp rau chân vịt cùng một số loại quả khác. Cam. Tiêu thụ một quả cam hoặc một ly nước cam mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể giúp mọi người tăng cường sức khỏe. Vitamin C có trong loại quả này không chỉ hỗ trợ miễn dịch mà còn tiêu diệt và loại bỏ những mầm bệnh độc hại đang tiềm tàng trong cơ thể. Do đó, cam là loại quả tuyệt vời giúp thanh lọc cơ thể toàn diện. Tỏi. Vào thời cổ đại, nhiều người tin rằng tỏi có khả năng giúp con người tránh ác quỷ khi chúng tới gần nhà. Ngày nay, loại gia vị phổ biến này đã được công nhận có khả năng hạn chế một số bệnh nhờ đặc tính thanh lọc cơ thể. Hợp chất allicin trong tỏi có khả năng loại bỏ độc tố ở hệ tiêu hóa, từ đó giúp bảo vệ và duy trì cơ thể khỏe mạnh. Súp lơ xanh. Nhiều người trong đó có trẻ nhỏ và người lớn không thích tiêu thụ súp lơ xanh. Dù biết loại rau này có lợi cho sức khỏe,
và giúp phòng tránh một số bệnh tật. Tuy nhiên, nếu muốn giải độc cơ thể ngay từ tầng tế bào, súp lơ xanh là một lựa chọn tự nhiên và tuyệt vời nhất. Nhờ sở hữu đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, loại rau này sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể và giải độc hiệu quả. Trà xanh. Trà xanh là thức uống quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Nếu thường xuyên tiêu thụ 1 cho đến 2 ly trà xanh mỗi sáng, mọi người hoàn toàn có khả năng phòng tránh một số bệnh tật. Chất chống oxy hóa có trong loại trà này có thể tăng cường quá trình trao đổi chất và thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, trà xanh còn kích thích hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố tự nhiên nhất. Bơ. Bơ có thể được chế biến kèm với nhiều món ăn từ salad cho tới bánh kẹp. Loại quả này là thực phẩm giàu dinh dưỡng và đem lại một vài lợi ích cho cơ thể. Các axit béo omega 3 trong bơ có thể giúp bôi trơn thành ruột, hỗ trợ cơ thể bài tiết độc tố ra ngoài dễ dàng hơn, từ đó giúp thanh lọc cơ thể một cách tốt nhất. Nghệ. Không chỉ là loại gia vị phổ biến, nghệ còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời trong y học, nhờ đặc tính kháng khuẩn, tự nhiên, làm lành vết thương mạnh mẽ. Nghệ có khả năng thanh lọc cơ thể hiệu quả. Do đó, thêm loại gia vị này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp bạn có thể loại bỏ độc tố và làm sạch cơ thể toàn diện từ bên trong. Vâng, như vậy thì có thể thấy được tầm quan trọng của việc thanh lọc cơ thể cũng như là nên tránh những cái thực phẩm mà chúng ta không nên ăn hàng ngày. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về loại thực phẩm nên và không nên ăn. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.